phút sau nữa rồi bắt đầu là sẽ ồn ào hơn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu ha. Đây là con Busi BR10. Thì con Busi này hồi xưa mình về, khi mà lúc mà mình về mình chỉ gắn cục máy ZS190 không khói thôi, cục máy đó 2 van. Thì tới ngày hôm nay thì sau cái đợt dịch lâu dài như thế này thì về châu Âu nó mới thông về tới Việt Nam, thì cục máy Daytona 190 phân khói 25 mã đã về tới. Và bây giờ mình đã ráp nó lên chiếc xe yêu dấu của mình. Rồi đây bắt đầu là mọi người sẽ tới ha. À, mọi người sẽ nhìn thấy sao mà dây nhiều xanh rồi đỏ tím vàng nữa. Một hồi nữa mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu thêm cái khoảng khác của ngày hôm nay, đó chính là khoảng mà bấm dây dầu đây bằng cái máy này. Để chúng ta sẽ bấm dây dầu, mọi người hay hỏi tôi cái câu hỏi là bấm dây dầu như thế nào, thì lát nữa sẽ trả lời luôn. Rồi bây giờ bắt đầu là mọi người sẽ bắt đầu vô là đây ha. Đây là cùng máy Daytona 190 mà mình đã quyết định là lên cung dầu cho nó luôn. Đây đây là cái ben cung dầu Magura mình đã fit chế lại rồi. Rồi đây là cái phần dây dầu dẫn dầu xuống mà mình chưa có bắt, thì hiện giờ mình chỉ vừa mới ráp lên để nổ máy thôi. Thì đây Daytona nhá, bạn mình sẽ bắt đầu nhìn kỹ. Thì cái sự khác biệt của máy Daytona đó là phía trên cái đầu này á là nó có chữ Daytona nó nổi trên đây, nó là chữ nổi nhá. Rồi một cái nữa của nó đó chính là nó có đề và đề gầm. Đề gầm là mẫu 5 số, mẫu 5 số là có đề gầm nha. Đó, mẫu 5 số. Còn lại cái khúc đằng sau này, đây ở đây nó còn ghi nữa nè, Anima 4 van, 4V là 4 van đó, Anima 4 van. Là máy này 4 van. Rồi, cổ bô titan này là handmade nha. Cổ bô titan này là do mình đặt, mình tự làm luôn. Size cổ là size 35. Ra đây có bầu, bầu titan luôn, mình tự đặt làm luôn. Rồi ra cổ lên bô. Bô mình xài cây bô True Brother của Yamaha R1. R1 thì nó là hai cái bô đúc đích, thì mình đã quyết định là mua một cặp, xong rồi mình gắn hai chiếc. Chiếc này gắn cây, chiếc kia gắn cây. Thế là chúng ta đã có hai cây và cái bô nó nổ khủng khiếp lắm mọi người ạ. Bắt đầu mình sẽ đi vô tí xíu nữa. Thì sau khi chúng ta có cục máy, chúng ta có cây bô, thì bắt đầu là sẽ có một cái dàn điện đấu. Thì dàn điện đấu này mình đặt là một lần tới 10 bộ lần, thì nó giống giống như kiểu dàn điện xe rắc á. Có nghĩa là nó chỉ đơn giản là nó có kết nối cục ECU với lại sạc và nút đề thôi, chứ ngoài ra nó không có chức năng gì khác như là xi nhan, xi nhiếc hay là gì hết. Nó chỉ có vậy thôi, bấm đề là nổ máy, là chạy, bấm tắt là tắt thôi, chứ không còn cái gì khác cả. Đấy, và mình đã quyết định là mình trang bị cho nó một cái đây, FCR33. Đây cái FCR33 này nha. Và mình đi không có đi lọc gió luôn, mà mình đi gió trời luôn, đi trực tiếp luôn. FCR33 này á, thì nó có hai dòng. Một dòng á, là nó lồi zin theo xe, có nghĩa là một số xe cầu cào zin theo xe nó sẽ là xài cái bình này. Nó khác biệt đó là gì? Bình zin theo xe nó sẽ có cảm ứng bằng điện tử, còn mà đồ chơi á, là nó sẽ không có cảm ứng đó. Thì giữa đồ chơi và đồ zin nó khác biệt là đồ chơi nó sẽ rất là mắc tiền, nó mắc hơn khoảng 50% so với đồ zin. Nhưng mà dĩ nhiên công dụng nó sẽ xài ngon hơn. Tại vì nếu mà bạn lấy một cục máy này mà bạn gắn cái đồ zin mà nó có cái sensor điện tử mà đâu có xài được, chức năng đó nó sẽ bị giảm bớt chức năng. Thì cái bình FCR này nó có cái chức năng mà mình hay nói đùa, đó là chức năng đi đáy. Nghĩa là mỗi lần mà bạn dặn ga gấp, đây bạn có thể nhìn đây ha, đây cái cò ga nè, camera sau vô nè. Khi mà mỗi lần bạn dặn cái cò ga đây nè, bạn nhìn cái cò ga ha, thì nó sẽ có kéo theo một cái lẫy nữa. Cái lẫy dưới đây là lẫy da bơm nè. Đó, cái lẫy bơm ở phía dưới đây nè. Khi mà tôi dặn cái cò là ở dưới nó bắt đầu nó dặn cái cò bơm. Điều đó có nghĩa là gì? Khi mà bạn đi ít ga, cái cò ở đây nó dặn rất là ít, nhưng khi bạn dặn mạnh á, cái cò này nó kéo, lúc đó là nó sẽ phun một dòng xăng trực tiếp thẳng vào trong máy luôn. Thì khi mà nó phun vậy để cho nó cái ga hậu của nó đốt nhiều hơn và để nó phát huy công suất nó tốt hơn. Rồi cho một cái bình FCR33, cục máy, dàn dây điện, ắc quy. Ắc quy này là mình chế thêm ha, có nghĩa là trên nguyên bản con Busi BR10 của châu Âu á, là nó sẽ không sử dụng ắc quy, nó chỉ có là xài điện máy thôi, đập nổ rồi là xong. Nhưng mà mình đã quyết định là mình thiết kế thêm cái phần để bắt ắc quy. Thì khi mà có ắc quy rồi, chúng ta sẽ là sử dụng đề được hoàn toàn 100% bình thường. Rồi bình xăng ha, bình xăng này mình xăng chế nè, mình xăng chế của mình, tự mình làm mình chế để biết sao để khi mà có té ngã hay gì đó, thay thế nó sẽ rẻ hơn khi mà mình mua phụ tùng ở nước ngoài. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu tới phần nổ máy, mình sẽ nổ máy cho mọi người xem. Đây, bỏ cái đống dây dầu này qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tắt cái quạt đi để mình giảm bớt tiếng ồn của những cái món không cần thiết.
Dạo gần đây có vẻ như cái điện thoại của mình nó rớt hơi nhiều nên có vẻ như là nó sẽ hơi ồn cái micro. Đây, để từ từ coi sao nãy giờ đây không đó. Sorry, do mình chỉ mới gá thử, té thử thôi. Nẹt nhiều quá, sức rớt cái đồ. Không sao. Rồi. Đi đổ cho anh ly cà phê luôn nè. Đổ xuống xăng nó đổ vô cà phê luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu là mình sẽ tới giai đoạn thứ hai. Giai đoạn nói về cái bấm dây dầu. Đây đây, bấm dây dầu. Qua đây bấm dây dầu. À, mình sẽ tạm ve con xe này ra một bên để cho nó dễ bấm dây dầu hơn nha. Rồi thì mọi người sẽ hay hỏi mình á là cái dây dầu nó sẽ cấu tạo, những cái dây đồ chơi nó sẽ cấu tạo ra làm sao và làm thế nào để bấm dây dầu. Thì bây giờ bắt đầu camera nó sẽ tiến lại gần ha. Thì hiện giờ mình đang sử dụng dây, xưa giờ là mình sử dụng heo, nhưng mà bữa nay bây giờ mình đổ Acosato luôn. Tại vì Acosato chính hãng bây giờ nó đã vào Việt Nam, và mình là một trong gần như những người đầu tiên được hân hạnh sử dụng dàn dây của Acosato để bấm cho toàn bộ các xe của khách hiện giờ. Thì cái ưu điểm của Acosato đó chính là gì? Giá thành của nó rất là tốt, tốt hơn cả heo khoảng 20-30%, mà cùng một chất lượng, cũng đều là made in Italy hết. Đây bây giờ bắt đầu là mình sẽ coi về cái cơ cấu ha. Thì cơ cấu ở trong một cái sợi dây dầu thì nó sẽ gồm có 3 phần. Thứ nhất là phần lõi. Phần lõi là bằng nhựa cứng, là có nhiệm vụ là lưu chuyển dầu. Rồi phía bên ngoài nữa, bắt đầu nó sẽ là phần lớp thép. Thép này rất là cứng và rất là dai, phải xài kềm cộng lực mới cắt được. Và cuối cùng là lớp vỏ cao su bên ngoài để bảo vệ cái lớp thép, tránh những cái sự xước sát hay gì đó. Thì nó cấu tạo gồm 3 lớp. Rồi bây giờ bắt đầu kế tiếp nó sẽ là sử dụng các đầu. Thì thường là chẳng hạn như ở cái hãng Acosato này nó sẽ cho ra rất là nhiều đầu. Thì đây là màu đỏ. Mình gọi đây là màu đỏ thẳng, có nghĩa là cái đường đầu nó ra là đường thẳng. Rồi kế tiếp là sẽ có nhiều màu, chẳng hạn như là màu xanh. Đấy, màu xanh dương. Mình sẽ bỏ ra luôn để cho mọi người thấy cái màu nó trực tiếp nó ra làm sao. Đấy, đây là màu xanh dương. Rồi. Đấy, đây là màu đỏ. Thì chẳng hạn như tương ứng với màu nào mà khách hàng thích thì chúng ta có thể sử dụng thay cái màu đó vô để chúng ta có thể sử dụng cho nó phù hợp. Rồi nó còn thêm màu đen nữa. Màu đen thì chắc mình cũng không cần nói với các bạn, nhưng thôi kệ, cứ show ra. Đây là cái phần màu đen. Rồi toàn bộ này nó đều là xi đen, xi đỏ và xi xanh. Còn nếu không thì chúng ta sẽ là màu truyền thống, đó chính là màu inox, màu bạc. Rồi đó là về phần màu. Thì ngoài màu ra bắt đầu nó sẽ có phần đầu thế. Thì thường một chiếc xe khi mà chúng ta bấm dây dầu chúng ta sẽ cần biết nhiều thứ. Thứ nhất là chiều dài. Đầu tiên là khi mà các bạn muốn mà bấm dây dầu, bạn phải biết là chiều dài tổng từ phần cùm thắng đi theo cái đường dây zin xuống con heo của mình là dài tổng bao nhiêu cm, chẳng hạn như 65, 75, 85 thì mình chỉ cần nhớ thông số đó đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái phần mà đầu bắt vào heo mình phải có cái thế. Nếu mà nó là đầu thẳng ra thì nó sẽ là đầu thẳng. Đấy, một đầu thẳng thường mình nói sẽ là cái thế này là một đầu thẳng. Rồi chẳng hạn như thế đầu ra của nó là một đầu 65-70 độ. Rồi thì để mà khi mà mình bắt
đúng cái dây mình bấm về mình bắt vô là đúng theo vị trí zin, nó đi theo đúng zin. Còn mình bấm mà sai cái đầu dây về nó chạy nhìn chất quá, nó không có đẹp đó. Đấy là một cái kinh nghiệm khi mà mình muốn đo, chẳng hạn như nhớ nhé, đây là thẳng nè, rồi nó sẽ có lên 15 độ, lên 30, lên 45, lên 75, rồi lên 90 là đi thẳng luôn đó. Cái đó mình chỉ cần báo ba cái thông số đó, là thông số chiều dài, thông số đầu, hai đầu, là tổng cộng là ba cái thông số. Rồi khi mà mình bấm dây thì cái công đoạn đầu tiên đó chính là mình phải cắt dây. Thì cắt thì rồi, hồi nãy mình đã có cắt sẵn một sợi và mình đang chuẩn bị bấm đây cho khách. Thì đây chẳng hạn như đây là một cái sợi mà mình bấm cho khách là một đầu thẳng đỏ và một đầu cong 60 là màu zin. Thì cái công đoạn đầu tiên á đó chính là mình phải tuốt dây, có nghĩa là mình sẽ hơi tuốt nhẹ cái phần phía bên ngoài cái thịt để cho nó lòi cái phần kim loại này ra. Sau đó chúng ta sẽ phải bỏ một cái khâu này, cái này là cái khâu để bóp siết, có nghĩa là khi chúng ta siết cái này nó sẽ siết chặt vô và lúc đó là nó sẽ kín cái dầu đó, mình sẽ bỏ vào đó. Khi mình bỏ nhét vào sát đúng không, mình mới lấy cái đầu này mình mới nhét sát vô. Các bạn không cần quan tâm là nó phải xoay đầu nào, tại vì khi mình bấm xong nó vẫn xoay được. Rồi điều cuối cùng đó chính là bỏ một cái tách của Acosteto bỏ vào bên trong. Thì khi mà mình bỏ vào cái này nó chưa có khớp, thì một lát nữa khi mà muốn để vị trí nào mình sẽ hơ nóng nó là coi như là xong. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa vào cái máy này ha. Thì cái máy này nó chỉ là một cái gì đó nó đơn giản thôi, nó chỉ là cái máy thủy lực thôi. Rồi thì khi mà các bạn kéo cần thì tự động nó càng ngày càng bóp lại nè, soi vào đây. Đây là cái lỗ máy khoan, nó giống như là cái đồ cuốn của máy khoan, khi mình càng siết bắt đầu nó siết ót vô thôi. Thì bắt đầu mình sẽ để vào. Rồi khi mình để vào mình sẽ bắt đầu mình bóp. Bóp để chừng nào mà cho nó nhỏ lại gần nhất có thể á, để nó không bị lắc lư á, thì lúc đó mình mới bắt đầu mình siết. Đi xíu ha. Đó. Đó, khi này là nè. Đó, khi này là bắt đầu nó đã hơi phít rồi nè. Rồi mình canh nó đúng vị trí ha. Đó. Để mình kiểm tra, mình ấn dây vô trong cho nó phít chưa. Rồi. Khi mà nó phít rồi bắt đầu mình hơi ấn nhẹ. Rồi. Bắt đầu khi mà bên đây nó sẽ có cây thước đo. Rồi. Đây chính là cái cây thước đo. Thì thường là mình canh là cái đầu này nè, khi mà nó bằng mặt và nó đi thêm vô một ít là coi như đã vừa chặt dây. Đó là cái thước đo của cái phần ép. Đây bây giờ bắt đầu mình sẽ ép ha, và mình sẽ cho các bạn nhìn thấy khi mà càng ép vô cái cây này sẽ thụt vô. Nào ép. Ép. Rồi nó chưa có gì hết. Rồi ép. Ép tiếp. Ép tiếp. Đó ép tiếp chưa. Sắp bằng mặt rồi nè. Đó bây giờ là nó bằng mặt. Và khi mà nó bằng mặt mình thêm một cái nữa. Đó để cho nó hơi lú vô bên trong. Thì coi như là đã ok. Có thể nhẹ thêm một cái nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ xả áp lực dầu. Đây mấy bạn nhìn ha, nó sẽ khép kín như vậy. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ xả áp lực dầu. Đó, khi mình xả ra tự động nó sẽ nhả ra, tự động nó tụt vô, dầu nó trả về. Và đây là cái sau khi mình ép xong, mấy bạn có thể thấy ha. Đó, khi mà ép xong nó sẽ như thế này. Và chúng ta có thể xoay cái đầu này, nhưng với điều kiện là chúng ta phải kẹp cái kèm để chúng ta xoay, tại vì nó sẽ hơi cứng chứ nó không phải là nó mềm giống như bình thường. Đó, rồi sau đó mình sẽ làm tiếp bắt đầu còn lại, nhưng mà mình làm vậy thì nó sẽ mất thời gian của mấy bạn xem video của mình. Đó, thì ai mà bắt đầu mà muốn mình bấm dây dầu mà mình gửi về mà bắt vô là xài á, thì thứ nhất là chỉ cần, thứ nhất là báo màu. Nhớ nha, đây là màu xanh chuối. Màu xanh chuối nè. Màu đen nè. Đó. Chất lượng nó y chang như dây heo luôn, mà giá rẻ hơn 20-30% luôn. Thì dây heo hồi xưa là giá thành nó khoảng là 1 triệu một mét, nhưng mà với dây này thì nó chỉ ở mức khoảng 800 một mét thôi. Đó, hồi nãy dây xanh chuối, còn này dây xanh lá nè. Đó, dây xanh lá. Kế tiếp là dây đỏ là được nhiều người ưa chuộng nhất, bấm rất là nhiều. Đó là dây đỏ. Đó, có 4 màu dây. À, có 5 màu dây chứ. Đỏ, xanh lá, xanh dương, đen. Đỏ, xanh lá, xanh dương, đen, rồi xanh chuối nữa. Rồi về đầu thì có đủ màu, có vừa đỏ, vừa xanh dương, vừa đen, vừa màu inox. Đấy, thế là xong. Bữa nay thì cái xong cái phần review hai món, đó là máy Daytona 190, bình FCR 33 và kế tiếp là Acosteto bấm dây dầu. Mọi người nào ai mà cần ủng hộ mình thì cứ báo nhé, mình sẽ cho một cái barem, cái bảng giá dây chiều dài bao nhiêu như thế nào để cho mấy bạn tiện việc đặt hàng.
Rồi, cảm ơn, chào mọi người ủng hộ kỹ sư hẻm thì mình quá ư là yêu mọi người, yêu thiệt là yêu. Bye bye.